Dạ, em ô tô Quốc Hùng, Tân Phú, Đồng Nai. Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị mình một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản Mitsubishi Jolie. Năm sản xuất của nó là 2005 anh chị nha. Dòng xe 7 chỗ, máy 2.0, số sàn. Hôm nay cửa hàng xin giới thiệu và quay sơ lược cái dáng xe cho anh chị mình xem sơ lược. Và trong thời gian em quay sơ lược cái dáng xe thì em cũng xin phép giới thiệu đến cho anh chị mình. Cửa hàng của em nằm tại ngay quốc lộ 20 127, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai anh chị nha. Cửa hàng ô tô Quốc Hùng tính từ ngã ba Dầu Dây về hướng Đà Lạt 60 km. Cửa hàng nằm phía tây trái. Cửa hàng ô tô Quốc Hùng chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 548 858 để được trao đổi với em anh chị ha. Và đồng thời thì anh chị lần đầu tiên xem kênh em, cho em xin một nút đăng ký và nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về, và anh chị xem và cùng em tham khảo. Và vô tình có bạn bè hay là người thân có muốn mua xe hoặc là bán xe nè, anh chị có thể giới thiệu qua cho em. Việc mua bán xe thành công em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 5 triệu. Vô tình mình xem mình lại có kinh nghiệm, mình lại kiếm được tiền anh chị nha. Thì bên cửa hàng của em có hỗ trợ Google Maps cho anh chị. Anh chị nào mình muốn biết từ nhà mình lên đến cửa hàng bao nhiêu xa thì anh chị chỉ cần vô Google Maps, nhấn vô là ô tô Quốc Hùng sẽ hiện cửa hàng của em lên, và anh chị chỉ cần nhấn vô nút chỉ đường là biết từ nhà mình lên đến cửa hàng của em bao nhiêu xa anh chị ha, rất là thuận tiện cho anh chị luôn. Đồng thời thì bên cửa hàng luôn luôn bao anh chị quay đầu trong vòng 1 tháng đô lại. Anh chị nào mình không ưng ý với chiếc xe hoặc là người nhà không ưng ý thì anh chị có thể lên đổi xe chỉ mất 8% hoặc là lấy tiền mặt về chỉ mất 10% thôi anh chị ha. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chiếc xe Jolie 2005. Xe nói chung thì bên cửa hàng cũng đã kiểm tra rất là kỹ càng cho anh chị rồi. Xe bao anh chị không va chạm cứng đụng nha anh chị nha. Và đồng sơn thì khoảng 50-50 cho nó chắc đi anh chị ha, có thể hơn. Nhưng mà đời 2005 đến giờ em bao anh chị 50-50 thôi là cho nó an toàn. Và xe tuyệt đối bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng, không thủy kích anh chị nha. Và đồng thời thì gầm bể thì chủ xe người ta cũng đã sơn xịt cách âm và chống sét cho anh chị rồi. Anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm một thứ gì nữa nhau đâu. Nội thất thì còn khá là đẹp. Màn hình cam hành trình chủ xe cũng đã lên đầy đủ. Một bộ ghế da thì cũng còn khá là ok và khá là đẹp mập mạp. Rồi bây giờ anh chị cùng em trước tiên là mình sẽ kiểm tra phần đầu xe. Và cái đăng kiểm của nó thì đến tháng 10 2022 anh chị ha, đến tháng 10 mới hết nha. Và kính chắn gió đồ thì cũng còn rất là liền lạc anh chị ha. Quạt nước nè, đồ nhựa gông dậy nha anh chị nha ha. Trời lại sắp mưa nữa rồi, mấy ngày nay trời bão anh chị ha. Phần cabo thì anh chị xem, anh chị có thể cảm nhận được ha. Cabo rất là mỏng và rất là liền ha. Những cái điểm từ những cái nét cabo nè ha, còn rất là liền. Tuy là đời 2005 thôi nhưng mà xe không có dịch vụ, không có taxi, nên chủ xe người ta đi cũng giữ gìn nó xe, nên là xe nó cũng còn khá là liền lạc cho anh chị nha. Những cái nách cửa, những cái điểm cabo nè ha. Và đồng thời thì những cái dè xe, những cái dè trước đồ cũng vậy ha, rất là liền lạc anh chị nha, rất là liền lạc. Và bóng đèn cũng còn rất là sáng và rất là đẹp, dinh theo xe nha anh chị nha. Đó, đèn cạn đồ nè, cạn đồ cũng còn rất là liền lạc đồ luôn anh chị nha. Đó, mặt nạ da lăng cho nó cũng vậy ha, còn rất là liền lạc và rất là đẹp cái xe. Đó, chỉ có ngoài 100 triệu thôi anh chị có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ Mitsubishi Jolie hãng Nhật Bản nha anh chị nha. Cũng khá là ok đối với anh chị ha. Anh chị nào mình đang cần tìm những cái dòng xe này thì anh chị có thể xem và xem hết video cùng em, và cùng em nghiên cứu. Và nếu mà cảm thấy hợp túi tiền của mình và cảm thấy thích cái xe này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 548 858 để được trao đổi với em và lên xem xe anh chị nha. Đối với chiếc xe Mitsubishi Jolie, bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với cô chú anh chị mình là 139 triệu anh chị ha. 139 triệu đối với một chiếc xe rất là đẹp và rất là cứng cáp. Bên cửa hàng sẽ cam kết cho anh chị bằng văn bản bao anh chị không bị va chạm cứng đụng nha, không dịch vụ taxi và không thủy kích anh chị nha. Và đồng thời sẽ bao anh chị quay đầu và bao anh chị giấy tờ pháp lý luôn rõ ràng. Đó, bao anh chị tất cả, bao anh chị tức từng tật ha anh chị ha. Đây, màn cam hành trình nè ha. Màn hình có đầy đủ hết, màn hình Android nhỏ nha anh chị nha. Cái này là không phải màn hình thường đâu, màn hình Android nhỏ. Và đồng thời thì nội thất thì cũng còn rất là liền lạc và rất là đẹp cái xe. Một bộ ghế da thì cũng còn rất là sáng sẻ, rất là sáng và rất là đẹp, phối hợp với một bộ ghế màu kem phối màu đen. Nhìn cái xe rất là cứng cáp và rất là đẹp cái xe nha anh chị nha. Những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy nè ha. Gương chỉnh điện nè, có đầy đủ hết, đèn cản, đèn pha đồ có đầy đủ hết anh chị ha. Rồi, đồng thời thì cửa đóng thì rất là khích anh chị ha. Cửa đóng rất là khích. Cửa đóng rất là khích. Cái dòng xe này thì nói chung thì khá là ok. Xe Nhật mà, đi rất là chắc cú và sửa chữa nó cũng không có mắc và cũng rất là nhiều phụ kiện để cho anh chị mình thay đổi hay là như thế nào, rất là an toàn cho anh chị sử dụng những cái dòng xe hàng Nhật. Đây anh chị, những cái cánh cửa thì rất là cứng cáp qua bao năm sử dụng nha, chứng tỏ là xe người ta rất là ít đi và không có chạy dịch vụ đồ, người ta chỉ phục vụ cho gia đình nên xe cánh cửa nó mới được như vậy anh chị ha. Nên anh chị rất là cứng cáp ha. Đóng cửa thì cũng rất là khích ha, rất là khích ha. Đây anh chị, một bộ ghế da rất là mập mạp và rất là đẹp cái xe luôn anh chị ha. Đó, bộ ghế da rất là mập mạp và rất là đẹp cái xe. Băng sau cũng vậy nè anh chị, băng sau bộ ghế da cũng vậy, cũng rất là đẹp ha, cũng còn rất là đẹp nè anh chị nha. Đó, nị thì bọc trần kiến ha, hai dàn lạnh độc lập anh chị nha, hai dàn lạnh độc lập ha. Đối với một chiếc xe xe đẹp và xe chất lượng và xe nói chung, đối với chiếc xe này thì còn gọi là đẹp rồi, không lỗi, sơn zin còn trên 50% và đồng tem zin của nó là anh chị, tem zin còn đầy đủ hết ha. Một cái giá thành em đưa ra 139 triệu thì khá là hợp lý cho trên thị trường nha anh chị nha, so với một chiếc xe đẹp, nên anh chị có thể xem và tham khảo đối với chiếc xe này. Và em cũng đồng thời cũng báo luôn là 139 triệu thì anh chị nào thiện chí lên xem xe, em chỉ bớt 1-2 triệu lọc và bao anh chị rút hồ sơ đồ thôi, không bớt được nhiều nha anh chị nha. Tại vì đối với một chiếc xe này là khá là chất lượng và khá là đẹp, không chê vào đâu được anh chị à. Đây anh chị, mình sẽ mở cúp sau lên và mình kiểm tra phần cúp sau nha. Đây độ ngồi của nó nè, rất là rộng rãi và rất là đẹp ha. Đó, rất là rộng rãi và rất là đẹp. Đó, từ ở sau xe mình nhìn lên cái xe thì khá là ok ha anh chị nha. Đó, sạch sẽ, đẹp ha. Đó, xe thì không có cứng đụng, không có ngập nước gì hết nha anh chị nha. Cửa hàng cũng đã kiểm tra và cam kết với anh chị bằng văn bản nha anh chị nha. Rồi ok, mình sẽ đóng cốp sau lại ha. Những cái hột ti nhúng của nó thì cũng còn khá là chắc và khá là ok. Mình sẽ kiểm tra sơ lược cái gầm ha. Đây anh chị, những cái gầm bệ thì chủ xe cũng đã sơn phủ cách âm cho anh chị rồi. Anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải sợ là bị mục mọt hay là như thế nào nha. Ha. Những cái dòng này thì nó xài bằng nhúng, nó xài bằng diếc nha anh chị nha. Đó, mình có thể tăng lên và hạ xuống bất cứ như thế nào ha, chở đồ nặng ha. Rồi ok, anh chị cùng em xem bên hông này. Và cánh đèn cây của nó nè, đèn cây của nó thì cũng còn rất là liền lạc và được chủ xe gắn mặt nạ chrome. Nhìn cái xe, cái đèn cây còn rất là sáng và rất là đẹp luôn anh chị nha. Ha. Hông bên này cũng vậy anh chị ha, hông bên này cũng rất là liền lạc và rất là đẹp cái xe. Nói chung thì cái dòng Jolie này mà gặp những cái chiếc xe mà nó đã cộp rồi là nó đẹp từ A đến Z, không có chỗ nào mà chê được người đâu. Đây anh chị, che mưa này, có đầy đủ hết ha. Rồi, những cái cánh cửa đồ cũng vậy anh chị nha, sùng chỉ đầy đủ hết nha. Nói chung là sùng chỉ mình không cần phải coi nữa, tại vì cửa hàng bán đã cam kết với anh chị bằng văn bản ha. Nếu mà sai sót thì anh chị về nhà đi chăng nữa, anh chị lên anh chị có thể mắng vốn và anh chị trả xe và trả tiền cũng được ha. Tại vì người ta đã cam kết với anh chị là sòng chị không thiếu nhé. Anh chị về xem nếu mà ra hay là ai nói sông già thì anh chị có thể lên và trả xe và làm việc với bên cửa hàng ha. Nói chung thì xe thì có sao bên cửa hàng sẽ cam kết và báo cho anh chị. Đây anh chị, những cái nách cửa đồ này ha, rất là đẹp, rất là sạch sẽ ha, căng bóng luôn ha, sơn căng bóng luôn. Đó, đóng cửa thì rất là khít ha, đóng cửa rất là khít. Đây bên này cũng vậy ha, những cái mình thùng nè. Đó, đây sùng chị cũng vậy nè ha, nách cửa nè, nách cửa sơn còn căng bóng luôn. Đó. Rồi ok, nội thất đồ cũng còn rất là đẹp đó ha, rất là đẹp cái xe đó, anh chị ha. Đây mở cốp nè anh chị nha, mở cốp nè, anh chị bỏ sim nè ha, bỏ USB nè đó, đầy đủ hết nha ha. Tại vì cái này là Android nhỏ, màn hình Android nhỏ ha, cam hành trình có đầy đủ hết cho anh chị sử dụng nha. Xe nói chung là khá là liền lạc rồi đó, anh chị nào mình xem và cảm thấy có nhu cầu muốn mua xe này sử dụng thì anh chị liên hệ với em qua số điện thoại 0978548858 để được trao đổi với em anh chị nhé. Em sẽ lên cấp sau và cùng anh chị xem cái độ rộng của nó nha, độ rộng của nó, và em nổ máy lên, em nổ máy lên để xíu anh chị cùng em xem cái máy ha. Đây anh chị, đó màn hình nè, cam hành trình nè, lên đầy đủ hết ha. Và đồng thời thì đối với dòng màn hình Android thì nó có sử dụng bình thường hết, đầy đủ điện nghi hết cho anh chị nha. Đây đầy đủ hết, Bluetooth rồi Vietmap rồi YouTube đồ, nói chung là có đầy đủ hết cho anh chị nha. Đó. Và cụ số thì cũng còn rất là đẹp, chủ xe cũng đã may lại cụ số cho xe nó đẹp lên ha. Đó, chủ xe rất là kỹ càng, và đồng thời thì những cái nội thất đồ cũng vậy ha, rất là sạch sẽ và rất là đẹp anh chị nha. Nó chỉ có hơn 100 triệu thôi và mình sở hữu một chiếc xe che nắng che mưa đi xe hãng Nhật nha. Dàn lạnh sau thì mình mở ở đây nè anh chị nha, dàn lạnh sau mình mở ở đây nè, đang mở luôn á anh chị, rất là mát. Nói chung là dàn lạnh rất là mát nha, rất là mát luôn. Đây những cái nội thất ở đây đồ cũng vậy nè anh chị ha, còn rất là đẹp. Độ ngồi của nó thì anh chị xem ha, em cao 1m7 nhưng mà em ngồi em để chân rất là thoải mái nha. Đó, để chân rất là thoải mái ha. Đó, độ ngồi sau cũng vậy nha, độ ngồi sau cũng vậy. Băng ghế rất là đẹp, chỗ ngồi sau thì rất là rộng rãi ha. Rồi ok anh chị xem nè, những cái nắp ha được ốp gỗ hết ha. Đó, những cái móc khóa nè, còn xi còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó, đầy đủ hết ha. Chung là xe này thì anh chị mua về chỉ việc đổ xăng mà đi thôi, không cần phải làm gì nữa đâu anh chị à. Anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký nha, và nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng em về ha. Đó, mâm đồ cũng còn rất là liền lạc và rất là đẹp ha. Những cái cây saxi nè anh chị, những cây saxi còn khá là đẹp nha, cây saxi còn rất là đẹp đó ha anh chị nha. Và những cái dè nè ha, chủ xe cũng đã sơn phủ cách âm, cách chống sét đồ đầy đủ hết cho anh chị rồi ha. Nói chung là xe anh chị mua về chỉ cần sử dụng thôi, không cần phải làm một thứ gì nữa đâu anh chị ạ. Rồi bây giờ em sẽ vô băng sau, sử dụng lên ga nè ha. Đó, lên ga nè ha. Đó, lên ga rất là đầm cái xe nha anh chị nha. Nói chung xe này đi còn cứng lắm, rất là cứng cái xe. Đó, gương chỉnh điện đồ có đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, gương chỉnh điện nè, có đầy đủ hết, em đang chỉnh nha. Đó. Đó, có đầy đủ hết cho anh chị nha. Và quạt nước nè, xịt nước quạt nè ha. Đó, rất là êm, rất là êm ha. Quạt xịt nước lên là quạt khiến rất là êm nha, không có tiếng kêu hay là này nọ kia hết đó anh chị à. Lá lúa nó cũng còn rất là đẹp, rất là chắc. Rồi. Đây là ga nha, đây nè ha. Đó, kim nước nè, dạ xăng nè anh chị nha. Rồi kiếng lên xuống đồ nè anh chị thấy không? Đó, rất là êm ha, kiếng lên xuống đồ rất là êm đềm ha. Đó bên này cũng vậy nè anh chị. Đó, lên rất là êm đềm. Đó, nói chung là điện đóm đồ là khá là ok, rất là đầy đủ rồi anh chị ạ. có chìa khóa móc đàng hoàng nha anh chị nha. Đây, chìa khóa móc đàng hoàng ha. Em sẽ mở cái máy lên và cùng anh chị xem cái máy ha. Nói chung là ngoài 100 triệu thôi mà anh chị sử dụng đối với chiếc xe này thì khá là yên tâm nha anh chị ha. Rồi. Rồi, trước khi anh chị cùng em xem cái máy thì anh chị cùng em xem sơ lược cái cabo nè ha, thùng chị zin hết nè ha, đầy đủ hết ha, không bị thiếu thùng chị nha. Nên là cam kết với anh chị là không bị va chạm kính đụng nha, không bị kích nha anh chị nha. Rồi, các bình thì cũng còn rất là đẹp anh chị ha, bình cũng còn rất là đẹp. Cái đây là cái sạc bô thắng của nó ha. Đó, đó những cái điểm nắp nè, ốc 8.500 luôn anh chị nha. Đó, máy nổ rất là cứng nhá, anh chị thấy cái máy đang nổ không, nhưng mà rất là cứng nha, máy nổ rất là cứng luôn. Đó, không có miếng hơi nào hết đó anh chị à. Đó, chạy nổ không có miếng hơi nào hết, mà độ nổ máy của nó rất là cứng nha. Đó, không có tiếng rung anh chị nha. Đó, không có tiếng rung của máy nha. Đó, xe máy móc rất là sạch sẽ, không có dầu nhớt gì hết ha, đang chạy nè ha. Đó. Nói chung với dòng xe máy Mitsubishi loại hạng Nhật thì nói chung là chạy bền bỉ lắm anh chị à, chạy rất là bền. Thì cái dòng này thì là dòng phun xăng rồi nên là cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn là bằng gia cơ nha anh chị nha. Máy 2.0 thì nó chạy thì có tầm khoảng 12 lít thôi, 100 cây thôi anh chị ha. Những cái dòng xe này thì rất là thích hợp cho anh chị nào mình có thể mua lựa chọn còn ít tiền, mua lựa chọn về để đi gia đình rất là ok. Tại vì những cái dòng xe này thì nói chung là màu dáng của nó cũng khá là đẹp và đi cũng cao ráo và thoải mái. Đó, anh chị nào mình có thể xem và nghiên cứu, nếu mà cảm thấy hợp túi tiền của mình thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978548858 để được trao đổi với em anh chị ha. Xe còn khá là liên lạc nên là anh chị cứ yên tâm về phần chất lượng nha anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ lược cái dáng xe một lần nữa để cho anh chị hướng tới quyết định mua hay không, liên hệ với em hay không anh chị nha. Và là cuối cùng thì em cũng xin nhắc anh chị luôn là nhớ đăng ký kênh nhưng và nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về. Và anh chị cùng em xem và tham khảo. Anh chị chưa có nhu cầu mua xe sử dụng cũng được, mình xem để biết và mình có kinh nghiệm. Và vô tình có bạn bè người thân làm chung với mình hay là hàng xóm nè, hay là ai có nhu cầu muốn mua xe hoặc là có nhu cầu muốn bán xe, anh chị có thể liên hệ với em và giới thiệu qua. Anh chị không cần phải đi đâu, cho số điện thoại cho khách hàng liên hệ với em và trao đổi với em. Nếu việc mua bán xe thành công, chắc chắn một điều em sẽ gửi chuyển khoản cho anh chị tiền cà phê từ 3 đến 5 triệu anh chị nhé. Đó, bây giờ em ô tô Quốc Hùng cũng xin phép ngừng lại tại đây và hẹn anh chị tiếp tục những video khác và những chiếc xe đẹp và chất lượng để quay và chào bán với anh chị ha. Em ô tô Quốc Hùng xin chào và hẹn gặp lại nha. Và một lần nữa xin chúc cho anh chị một buổi chiều vui vẻ bên gia đình và sức khỏe luôn dồi dào và công việc luôn luôn thuận lợi anh chị ha. Bye bye.